Chào các bạn. Tiếp theo chương trình một sản phẩm. Hôm nay tôi xin giới thiệu xịt xoang Sarurin của Nga mẫu mới. Hôm nay chúng tôi giới thiệu sản phẩm mẫu mới được sản phẩm được vận chuyển nguyên thùng các bạn ấy nhé. Đây, sản phẩm xoang này. Sản phẩm nguyên thùng. 192 sản phẩm các bạn nhé. 192 hạn sử dụng, hạn sử dụng tháng 11/2025 đây này. Thằng này rất là rõ nét này, do là bị bong rồi. Đấy các bạn có thể vào đây phần mã vạch phần hãng nha, tẹo tôi sẽ mở nha. Đây phần mã vạch của sản phẩm. Hạn sử dụng 11/2025, 192 sản phẩm. 10ml cái sản xuất 2021 này, các bạn này. Và sản phẩm này rất nặng. Thì chúng ta biết là bây giờ thì vào mùa đông thì các trẻ nhỏ và cũng như người lớn hay bị các bệnh về mũi, về đường hô hấp, đặc biệt ở Việt Nam. Đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Đây, đây là sản phẩm nguyên thùng xoang xịt mũi Sarurin dùng cho người xoang mũi, sổ mũi hay nghẹt mũi cấp tính và mãn tính các bạn nhé. Đây, trên tay tôi đây chính là sản phẩm. Sản phẩm này dùng cho xoang mũi và sổ mũi, nghẹt mũi cấp tính, giảm đau các triệu chứng mũi dị ứng tính hiệu quả gây ra bởi xoang mũi cấp tính, chảy nước mũi, xả mũi dư thừa. Sản phẩm này là sử dụng các bạn nhé. Đây là sản phẩm này là dùng tinh dầu bạch đàn đây này. Đây. Đấy, sản phẩm miếng rất bé đây, có 10ml. Đây. Tem của hãng trùng với cả hộp. Đây là phần mã vạch. Đấy, nó làm rất đẹp và sắc nét. Bé thôi nhưng mà rất chi tiết. Đấy. Đây là công dụng các thành phần này. Rồi. Liều dùng thì chúng ta dùng cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi, ngày xịt 3 đến 4 lần, cách nhau 3 đến 4 giờ, mỗi ngày xịt tối đa 6 lần. Chúng ta làm sạch phần định xịt. Hơi định xịt thuốc, mở lắp bảo vệ, dùng tay và ấn vào nắp bình xịt, thử vào không khí cho đến khi được sương mù đồng đều, sau đó mới xịt vào mũi họng, đồng thời để hít trong khoang mũi. Sau khi xịt lưu ý vệ sinh đầu nắp chai xịt cần tiếp xúc với mũi để tránh nhiễm khuẩn. Đây, một hộp nó bao gồm cả đây, cả tờ giấy của hãng đây các bạn nhé. Đây, rất chi tiết này. Rồi, các bạn nhìn thấy nhé. Rồi. Đây, hãng Satis Pharma đây, hãng sử dụng 2025 đây các bạn nhìn này. Đây. Đây, đầu xịt này. Ra ấn xịt này. Đấy. 10ml các bạn nhé. Chiết xuất từ bạch đàn này. Đây, một ký hiệu xịt này các bạn này. Đấy, sản phẩm rất đẹp và sắc nét. Đây. Các bạn nhé, đây chính là xịt xoang mũi Sarurin. Rồi, tiếp theo chương trình tôi sẽ check cái phần mã vạch của sản phẩm. Hơi bé nhưng mà tôi sẽ cố gắng nhìn. Bốn sáu năm không 069 65 3 76 rồi. Rồi chúng ta sẽ đến xem các trang nước ngoài họ nói gì về sản phẩm này nhé. Rồi đây. Rồi như vậy là sản phẩm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ các bạn nhé. Rồi tôi check từ trang nước ngoài các bạn nhé. Đấy. Ta trích vào thêm một trang nữa thì để xem. Rồi mạng lại hơi yếu, đợi một lúc. Đây được rồi. Mạng hơi chậm, không loát được này.
các bạn, đây là các chỉ số này. Đây là phần mã vạch này, hạn sử dụng ngày sản xuất này, xếp là số lô này, ghi tính rất rõ ràng các bạn nhé. Các bạn mua hàng hoặc mọi thắc mắc nhắn tin số điện thoại 0973 23 23 37 để giải đáp thắc mắc, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, sau đó các bạn mới thanh toán. Mạng hơi yếu như vậy là không loát được các bạn nhé. Thôi như vậy thôi, hôm nay là tôi đã sử dụng mở hộp xong sản phẩm xịt xoáng mũi chiết xuất từ bạch đàn của Nga 10ml. Cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để sau làm các video tốt hơn. Chào các bạn.